Hello, em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Ven Đà Lạt của em An nha. Ngày hôm nay thì em An đang có mặt tại thôn Thanh Trì, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha quý cô chú anh chị. Em An đang đứng ở phía trên của một cái quả đồi anh chị. View đấy rất là đẹp, cực kỳ đẹp anh chị. Ngày hôm nay thì em An sẽ đi quay một cái căn nhà anh chị nha. Căn nhà nhỏ nhỏ ở phía dưới kia anh chị. Một lát nữa thì em An sẽ đi xuống dưới đấy để quay cho tất cả quý cô chú anh chị cùng xem ha. Thì mấy ngày nay anh chị em An cảm thấy rất là đồng cảm với lại bà con ngoài miền Bắc anh chị, rất là xót xa. Họ đang phải gánh chịu những cái hoàn lưu cơn bão số 3 anh chị ha. Cực kỳ vất vả, cực kỳ khổ sở, vô cùng đau thương anh chị, rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn anh chị. Em An cảm thấy vô cùng thương xót anh chị. Đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu những cái nỗi đau, mất mát rất là lớn anh chị ha. Và thật sự thì cái khả năng của em An thì nó rất là có giới hạn anh chị, khả năng thì rất là giới hạn anh chị, nên là không thể giúp sức bà con đồng bào miền Bắc được nhiều. Thì ngày hôm nay khi mà em An đi quay cái sản phẩm bất động sản này anh chị, tất cả cái tiền, cái chi phí phần trăm hoa hồng của em An thì em An xin được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tất cả hoa hồng, cái phần hoa hồng mà em bán căn nhà này anh chị ha. Trong cái thời gian mà bão lũ mà bán được, ở thời điểm này mà còn bán được thì em An xin phép gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để mà góp một phần công sức giúp bà con miền Bắc chống lũ anh chị ha. Nếu mà trong thời điểm hiện tại anh chị nhá. Còn nếu mà trong tương lai thì em An không biết, nhưng mà tương lai nếu mà bán được căn nhà này muộn thì không tính anh chị ha. Nhưng mà nếu mà trong thời điểm hiện tại mà em bán được căn nhà này thì em An xin phép được gửi cái phần hoa hồng của em An đến tất cả, đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để mà góp một phần công sức của em An vào trong cái công cuộc mà chống lũ ở thời điểm hiện tại anh chị nhé. Và bây giờ thì em An sẽ xuống dưới để quay chi tiết cái căn nhà này cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta cùng xem ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thiện chí mà mua căn nhà này để mà nói chung là để mà ở anh chị thì nó rất là hợp lý, diện tích nó hơn 100m2, sẵn một cái căn nhà cấp 4 anh chị. View thì mọi người có thể nhìn thấy phía bên trên này rất là đẹp này anh chị này. Bây giờ thì em An cùng xuống dưới để mà quay toàn bộ chi tiết căn nhà cho mọi người xem ha. Và hiện tại thì em An đang ở dưới vị trí của căn nhà anh chị ha. Căn nhà mà em An muốn giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị. Căn nhà này trước đây thì em An cũng đã quay rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà đợt này thì chủ nhà hạ giá xuống anh chị ha. Hạ giá xuống 870 triệu cho căn nhà này. Ngang 5m, sâu 25m anh chị. 130m2, sẵn 75m2 thổ cư anh chị nha. Nhà cửa hoàn thiện hết rồi, giờ chỉ có việc là vào ở thôi anh chị. Thích hợp với những cô chú anh chị nào mà tài chính thấp. Ở bên trên này thì em thấy người ta xây dựng rất là nhiều anh chị. Xây dựng những căn biệt phủ rất là to. Mọi người có thể nhìn thấy họ xây dựng bờ ta ly đồ các kiểu rất là to anh chị, rất là đẹp. Đó. Nếu mà cô chú anh chị nào mà về đây mà có duyên ấy, mà mua được căn nhà này thì em An thấy rất là hợp lý anh chị. Ở đây thì anh khách hàng của em xây nhà gỗ anh chị nha. Nhà gỗ cực kỳ đẹp. Đó. Bên trên này thì họ xây một căn biệt thự. Bên góc bên trong kia thì họ cũng xây nhà gỗ luôn anh chị. Rất là đẹp nha. Đó. Và bây giờ thì em An sẽ đi xuống dưới để quay chi tiết cho mọi người cùng xem ha. Giếng ở cái căn nhà này thì là giếng đào anh chị nha, giếng đào tay. Sân này thì chúng ta có thể thoải mái đậu được 1-2 chiếc ô tô anh chị, 2 chiếc ô tô và 1 chiếc xe máy rất là hợp lý. Vô bên trong thì chúng ta sẽ có cái không gian của phòng khách này anh chị này. Phòng khách, phòng rất là đẹp. Màu la phong này rất là đẹp anh chị, em rất là thích kiểu la phong này. Đó. Thì cái phòng khách này diện tích nó rơi vào tầm khoảng 20m2 anh chị nha. Rất là rộng rãi để mọi người có thể để được cái sofa cũng như là các trang bị như là tivi, tủ đồ ha. Ngay sau phòng khách là sẽ có một cái phòng ngủ anh chị. Phòng ngủ này thì nó rộng tầm khoảng, căn này chắc nó rộng tầm khoảng 10m2 anh chị, 10-15m2, 10-15m2. Màu chủ đạo là màu trắng. Bên trên là phòng cũng màu trắng luôn anh chị. Đó. Nhà thì hiện tại nhà trống với sơn sửa xong anh chị, rất là đẹp. Bên này là cửa sổ anh chị ha. Bên này là cửa sổ. Đó. Đây là cái phòng ngủ tiếp theo, dưới đã được lót sàn gạch, màu chủ đạo vẫn là màu trắng anh chị ha. Đó. Nhà lâu ngày không dọn dẹp nên nhìn nó hơi dơ một xíu anh chị, có mấy con bọ nó bay vô nó hơi dơ. Đó. Phòng này cũng rộng tầm khoảng 10m2, 90m2 anh chị nha. Tiếp theo đi xuống dưới thì chúng ta sẽ có một cái không gian, đây nó có một cái cửa này anh chị. Đó. Mở cửa ra phát ra rất là thoáng mát luôn. Bên này 2m thì nó là cái đường
cái đường này anh chị, 2 mét thì nó là cái đường đi vô đằng sau đất này của người ta này. Đó. Cây này là cây trứng gà. Thì cái không gian này thì chúng ta sẽ để cái bếp anh chị, không gian bếp rất là đẹp anh chị. Đó. Gạch đá đồ các kiểu, nước nôi, nước đây rất là trong anh chị nhé, rất là mát mẻ luôn ạ. Cái bàn thờ này thì mọi người có thể chủ nhà người ta để lại, để mà khi mà anh chị mà có làm bàn thờ anh chị mang lên anh chị lắp theo cái ý thích của anh chị ha. Bên trên này thì em An thấy là mọi người có thể phủ thêm một cái lớp la phông nữa, mất không đáng bao nhiêu tiền đâu anh chị, không bao nhiêu tiền đâu, làm lại cái lớp la phông cho nó đẹp ha, đồng bộ. Bên này thì ngoài này thì đã không gian đã xây hết rồi anh chị, xây hết vách rồi. Đây là cái bồn nước năng lượng mặt trời này anh chị này. Có bồn nước có năng lượng mặt trời đồng hoàng anh chị nhá, có nóng lạnh. Nào, bên trong này là cái toilet. Ở đây thì chúng ta có nhà vệ sinh, nhà tắm và nhà vệ sinh riêng anh chị nhá, đã được lót gạch lên hết không gian bên trên rồi. Nhà vệ sinh đây. Nói chung là căn nhà này thì gần như là chúng ta chỉ cần dọn dẹp vô để mà ở thôi anh chị. Không gian đằng sau này thì anh chị nếu mà thích thì mọi người có thể trồng một vài cái luống rau đấy ha, đổ thêm đất hoặc là trồng thêm vài luống rau, em bạn thấy hợp lý. Bên ngoài này mọi người muốn sơn thì sơn, mà không sơn thì thôi. Thì diện tích thì gồm có một phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp anh chị. Diện tích khá là hợp lý, phòng bếp cũng khá là rộng rãi, mọi người có thể để tủ đồ. Và cái giá hiện tại anh chị, cái giá hiện tại chủ nhà đang nhờ em bán toàn bộ cái mảnh đất này, 135 m² sẵn một căn nhà như thế này, chủ nhà đang nhờ em bán với cái giá là 870 triệu anh chị nhá. Giảm giá khá là sâu rồi. Để em xem cái hướng nhà này là hướng nào, nhớ không nhầm Tây Bắc anh chị. Hướng Tây Bắc hợp với cô chú anh chị nào mà thuộc Tây Tứ Mệnh hơn anh chị ha. Đó. Diện tích các kiểu này kia khá là hợp lý. Đó. Cái nhà này thì đã giảm giá thêm tầm khoảng bao nhiêu, hồi bữa là em chào 950 đúng không? 950, bữa nay chủ nhà giảm giá xuống còn chỉ còn có 870, còn bớt lộc cho cô chú anh chị là thiện chí nha anh chị nha. Mọi người mà xem được cái sản phẩm này mà cảm thấy yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để được các bạn tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Đằng trước view rất là đẹp anh chị, bên trên view rất là đẹp. Nãy em An quay cho mọi người xem đó, view cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và bây giờ để cho mọi người có cái tầm nhìn bao quát nhất về cái căn nhà này thì em An sẽ bay một đoạn flycam anh chị nha. Ngay sau khi kết thúc đoạn flycam thì em An sẽ phân tích một số cái ưu điểm và nhược điểm của mảnh đất cũng như là căn nhà này cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta cùng nắm bắt được ha.
À, và vừa xong thì chắc tất cả mọi người cũng xem được cái hình ảnh flycam của em An rồi. Nói chung là cái khu vực này thì dân cư đông, và một số cái căn biệt thự trên kia người ta xây nữa thì rất là đẹp anh chị, hiện hữu rất là đẹp. Đó. Thì đầu tiên thì em An sẽ phân tích một số cái ưu điểm của căn nhà này anh chị ha. Căn nhà này thì diện tích nói chung là khá là ok, nhà xây sửa tường các kiểu này kia rất là đẹp anh chị. Với cái giá 870 triệu thì em An thấy cũng rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại, để cho cô chú anh chị nào mà tầm tài chính thấp, cặp vợ chồng nào muốn về khu vực Lâm Hà bọn em lập nghiệp thì căn nhà này là một trong những sản phẩm đá để anh chị lưu ý ha. Đó, đất thì 5 mét ngang, sân thổ cư kiểu này kia là thoải mái để cô chú anh chị có thể ở tạm rồi anh chị. Bỏ ra hơn 800 triệu là chúng ta có một cái sản phẩm nghỉ dưỡng cách Đà Lạt tầm khoảng 28 29 cây số anh chị. Từ vị trí em An mà chúng ta di chuyển ra đến ngoài đường nhựa rất là gần, tầm khoảng 800 mét anh chị, rất là gần nha. Đó. Bên ngoài này thì cái bờ ta ly này thì trước sau gì cái chủ đất bên này người ta cũng xây thôi anh chị, nên là mình không lo lắng gì ha. Đó. Thẳng đằng trước này, đó, tường xây rất là ok. Và cái ưu điểm thứ hai của căn nhà này anh chị là từ vị trí này chúng ta đi ra ngoài trung tâm của thị trấn Nam Ban, nó rơi vào tầm khoảng 2.5 cây số, ra mọi tiện ích thì nó rơi vào tầm khoảng 1.5 cây số anh chị nha. Rất là gần. Đó. Mọi cái trường cấp 1, trường cấp 2 rồi cái bệnh xá của xã Đông Thanh cũng rất là gần luôn anh chị. Từ đây chúng ta đi lên một đường thẳng một anh chị, đi lên một đường thẳng một xong rẽ tay phải là đến trung tâm xã Đông Thanh rồi. Một cái vị trí rất là gần. Và một cái thứ ba nữa là cái nhà này anh chị hướng Tây Bắc, nên là mọi người đứng ở đây mọi người cảm giác nó rất là mát mẻ. Và ở cái thời điểm hiện tại anh chị, hiện tại là 12 giờ trưa em đang đi quay thì rất là mát nha. Đó. Cái nhược điểm, nói đến cái nhược điểm của căn nhà này anh chị thì cái diện tích nó hơi nhỏ. Cái diện tích đất anh chị, diện tích nhà thì nó rơi vào 130 mét vuông thì nó rất là rộng rồi, nhưng mà cái diện tích đất ấy, thì anh chị muốn trồng cây trồng cối thì nó không còn nhiều cái diện tích để trồng cây nữa, chỉ có một khoảng không gian này thôi, mọi người muốn trồng gì mọi người trồng thôi. Nếu mà theo em An á, thì anh chị lên nên tháo cái này ra này, đó, trồng cây trồng cối gì mình trồng ở bên ngoài này nó sẽ xanh và tốt hơn anh chị nha. Đó, diện tích khá nhỏ. Cái thứ hai là cái nhược điểm của căn nhà này anh chị là căn nhà này trên sổ nó là 7 mét nhưng mà thực tế thì nó chỉ được có 5 mét thôi anh chị nha, 5 mét. Tại vì 2 mét này hồi xưa chủ cũ người ta đã bán cho cái anh đằng sau này này để đi ra đằng sau cái vườn dâu này rồi. Nên là cái diện tích trên sổ với diện tích thực tế nó không có giống nhau anh chị nha. Diện tích thực tế là 7 mét nhưng diện tích sử dụng chỉ còn có 5 mét thôi. Đó là một trong những cái khuyết điểm gần như là lớn nhất của căn nhà này anh chị nha. Đó. Đó là những cái ưu và khuyết điểm mà em An có thể nhận thấy và có thể chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị chúng ta cùng biết được ha. Và rất là mong khi mọi người xem được những cái video này của em An á, mọi người hãy chia sẻ những cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu mua đất ở vùng ven thành phố Đà Lạt để mà tạo được cái giá trị cho bất động sản vùng ven. Và đặc biệt đây là một trong những cái sản phẩm mà em An sẽ gọi là quyên góp. Khi mà em An bán được căn nhà này thì em An sẽ quyên góp hoàn toàn cho cái những cái cô chú anh chị đang gặp khó khăn ở cái vùng miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 anh chị ha. Rất là mong mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng em An. Và rất là mong khi mà cô chú anh chị nào mà có tài chính mà đang có nhu cầu mua thì hãy lên mua luôn để mà góp sức cùng với em An để mà giúp đồng bào miền Bắc đang bị lũ lụt ngoài 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 miền Bắc anh chị ha. Đó. Và chắc là bây giờ thì em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây. Rất là mong khi mọi người xem video cảm thấy yêu thích thì cho em An xin một like, một đăng ký kênh. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để theo dõi được những cái video mới nhất anh chị nha. Trên kênh YouTube của em An thì có khá là nhiều cái sản phẩm giá dao động từ 500, 700 đến vài tỷ đồng. Cô chú anh chị xem video mà cảm thấy yêu thích một trong những sản phẩm đó thì có thể liên hệ trực tiếp với em An để được em An tư vấn và hỗ trợ anh chị nha. Đó. Rất là mong khi mọi người xem video thì cô chú anh chị hãy chia sẻ cho những người thân trong gia đình hay là những bạn bè đang có nhu cầu mua đất tại vùng ven thành phố Đà Lạt để tạo được cái giá trị cho bất động sản vùng ven anh chị nhé. Và chắc là em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video tiếp theo của em An. Em An xin chào.